Đối tượng tham thiền 12. Giải thoát và giải thoát chi kiến. Giải thoát chi kiến là hoa trái của tam vô lậu học. Thiền giả tích lũy và gieo trồng nhân tam vô lậu học thì thu hoạch quả giải thoát chi kiến là tất nhiên. Giải thoát chi kiến, văn tự thì hai, mà thật nghĩa chỉ là một. Thân ngũ uẩn chỉ là một, mà giải thoát cho thân ngũ uẩn thì hai. Giải thoát những gì ràng buộc phần sắc thân gọi là giải thoát. Giải thoát những gì phần phi sắc, phần tâm thức gọi là giải thoát chi kiến. Vậy giải thoát là giải thoát những gì? Sao gọi là giải thoát? Từ vua, quan, sĩ, thứ của thời xưa, tổng thống của một quốc gia, giám đốc một công ty, hay những tầng lớp công, nông, thương của thời nay, đến cả những vị khất sĩ, thiền sư, những vị trụ trì trong chốn tu hành, với ý chí, với tham vọng riêng, hay vì một trách nhiệm phải làm cho xã hội, cho gia đình, đều luôn lo âu, triền miên, không được nghỉ ngơi, thong thả, không có tự do, tự chủ, tự tại trong sinh hoạt hàng ngày. Những ràng buộc đó đều gọi là không giải thoát. Tất cả những việc làm, những sinh hoạt trong xã hội nói chung, mỗi con người, ai cũng phải có bổn phận đóng góp, gánh vác, chia sẻ, phân công để làm ra tất cả những gì mà xã hội, con người cần. Điều đó phải được tán thán và tôn trọng. Tuy nhiên, khách quan mà nhận xét thì rõ ràng tất cả ngành nghề, địa vị, uy quyền cao thấp đều bận rộn với vai trò, với trách nhiệm, với phận sự của mình. Nhưng nhìn qua đạo nhãn của một thiền giả thì tất cả thành phần người ấy đều ở trong vòng mà đạo Phật gọi là triền phược. Triền phược có nghĩa là không tự do, không tự tại, không tự chủ, thì gọi là người chưa giải thoát hay không giải thoát. Giáo lý đạo Phật, lập trường và tôn chỉ của đạo Phật thông qua kinh điển Đức Phật dạy. Nếu ai muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Qua lời Phật ý kinh ta thấy, con người và tâm con người là chủ nhân ông đối với vũ trụ vạn hữu. Không giải thoát cũng do con người, mà giải thoát cũng do con người. Chi kiến giải thoát hay chi kiến không giải thoát đều do con người. Vậy thế nào là chi kiến con người không giải thoát? Tất cả khổ tóm lược trong 11 món khổ đế đều có nguyên nhân và đều có thể dứt trừ giải khổ được mà không biết, đó là chi kiến chưa giải thoát. Vô minh phiền não, nhân của khổ đau trong tập đế đều có thể hóa giải dứt trừ được mà không biết, đó là chi kiến chưa giải thoát. Cảnh cũng như tâm con người vốn rỗng rang thanh tịnh niết bàn, không nhơ xấu, không một chút tội lỗi khổ đau, mọi người ai cũng tự có, mà con người không biết để thọ dụng, đó là chưa giải thoát. Pháp dược vốn có khắp cùng, trị liệu hóa giải bao nhiêu phiền não vô minh cũng không thiếu, đã được Phật đúc kết phương thang qua đạo đế, thế mà ít người biết sử dụng, đó là chi kiến chưa giải thoát. Trời là ai? Thần là ai? Thánh là ai? Diêm vương quỷ sứ là ai? Không biết, không thấy, đến cả bà chúa sứ, tứ phủ động đình xưa nay, cũng không ai thấy, không ai biết. Vậy mà một số không ít trong loài người tín ngưỡng, tôn thờ, cúng bái, lạy lục, khấn nguyện, khẩn cầu, để mong sự phù trì giúp đỡ, đó là chi kiến chưa giải thoát. Chi kiến chưa giải thoát nghĩa là sự hiểu biết của ai đó chưa thông, chưa đúng và chưa phù hợp chân lý. Người đó không có tự do về mặt tinh thần, không có tự tại về hiểu biết,
không có nhẹ nhàng phóng khoáng về trí não, Đạo Phật gọi là sống trong vòng triền phược. Do vậy, người nhận thức sự thật, đúng chân lý, rồi tự mình sửa đổi, tự mình buông bỏ, tự mình cắt đứt những gì ràng buộc về phần thân xác, làm được việc đó, Đạo Phật gọi là người giải thoát. Người nhận thức sự thật, đúng sự thật, rồi tự mình cắt đứt, tự mình buông bỏ, tự mình gột rửa những gì tà kiến sai lầm ở hiểu biết, ở trí não, ở tâm thức, làm được việc đó, Đạo Phật gọi là người giải thoát chi kiến. Nói tóm lại, giải thoát và giải thoát chi kiến là người giải thoát trọn vẹn những sai lầm của thân tâm, là người đạt đến Niết Bàn Đức và Bồ Đề Đức. Người đó gọi là người đã thành Phật. Do vậy, giới, định, tuệ, giải thoát chi kiến, kinh điển Phật gọi, ngũ phần pháp thân là vậy.